Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Roper. Ok, let's go. Let's go. So many things to do in this house. Where should we start? You butthead! We got a private home theater all to ourselves. Go find us a funny movie. Great idea, boss. Where are the movies at? Rồi mình sẽ đột nhập vào nhà ông ta. Sau đó thì mình sẽ cho một đĩa horror game. Cho vào đây. I'm so hungry, I could eat a horse right okay, now. Okay, let's go. Xuống luôn. Đóng cửa luôn. Okay, let's go. Get ready, boss. I think it's about to get real funny. Yeah. Now stop talking and let me watch. Lester, you fool! Let's go. Won't I look exactly like a rock star in this sweet ride? Even better looking, boss. Quit yapping and fix this car up, will ya? On it, boss. Được đầu tiên mình sẽ rút dây điện này ra, à không? Đây thì đang như thế này. Thế thì mình sẽ chọc cái này luôn. Ok, let's go. Xuống luôn. Start the car up. How will I test it out? Can't you do anything right? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến thứ hai. Ice Cream Man. Let's go. Mình sẽ tua phần giới thiệu đi. Tối hôm nay thì ông ta sẽ bắt cóc một cô gái và cô gái đó chính là bạn của mình. Và bây giờ thì mình sẽ phải hóa thân là một cậu thanh niên và sẽ đi giải cứu cô ta thoát khỏi ông Ice Cream này. Thì ông ta có đánh rơi luôn một cái map bản đồ và mình sẽ cho trong xe. Sau đó thì mình sẽ vào luôn bản đồ đầu tiên. Stop. Mình xem ông ta đâu. Ông ta đây không? Ông ta đang nhìn thấy mình. Ok, không sao. Mình cứ tức cái này vào đây đó. Chính xong. Sau đó thì mình sẽ ra xe màu vàng đây.
xem cái gì. À không, xem màu đen đấy chứ. Let's go. Chỗ nào trước mắt thì mình cứ tìm ở đây đó. Tiếp tục tìm chỗ này. Let's go. Jay, I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, let's go. Vẫn chưa thấy ông ta đâu. Không biết ông ta đi đâu rồi. Mình sẽ lên trên này. Tìm một hộp thức ăn dành cho mèo. Không biết có ở chỗ nào đây. Đây rồi. Let's go. Ok, ông ta còn quá xa mình, cho nên mình không phải sợ. Bây giờ mình vứt cái này vào đây đã. Sau đó thì mình sẽ đi luôn được này. Và lên trên ngôi nhà này tìm tiếp một cái mắc treo quần áo. Đây rồi. Ok, let's go. Tiếng có vẻ ông ta đang ở gần đây. Trèo tường, à trèo lên hẳn trên này, sợ thật. Super
of the chump clubby ones. I'm going to find these chubby kids and we're gonna make them ice cream fun. Okay, let's go. Mình sẽ bỏ lếm ở đây. Còn ta làm gần đây rồi. Không sao. Ok, let's go. What will the ice cream maker want from me? Ông ta hình như vẫn chưa thắp nến. Vẫn chưa thắp nến cho bố ông ta. Thôi rồi, quả này thì mình sẽ phải chuyển vào đây trước. Let's go, cinema. Hình như ông ta trong ngôi nhà này sao? Cay mà. Rồi, mình sẽ đưa ông ta ra ngoài. What will the ice cream be? Sugary. Okay, let's go. Bây giờ xem ta đi đâu rồi. Nhìn thấy mình rồi. Oh my god. Rồi, mình sẽ chờ ông ta. Ok, let's go. Vẫn chưa đẩy được. What? Ok, đẩy ra được rồi. Bây giờ mình sẽ lưu ông ta ra đây. Oh my gosh. Wow. Bỏ được rồi, đánh giá mình phải nhận được một chiếc chìa khóa. Thì khi đó thì khi đó thì mình sẽ dùng chiếc chìa khóa đó và ném cho ông ta ngơ luôn. Thôi không sao. Oh my god, giật mình. Hóa ra ông ta rình ngay từ lúc đầu rồi. Và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Ice Cream Bar. Còn một tẹo nữa thôi là có thể cứu thoát được cô gái đó. Ok. Khi bắt đầu lần 2 các bạn phải chui qua đường cửa sổ. Còn các bạn cũng không có một chiếc chìa khóa nào nữa đâu. Rồi, let's go. Thì game này thì các bạn phải xuống đi nha. Đây là Ice Cream Bar. Rồi, và đây là chiếc chìa khóa để mở nhà cửa nha. Và mình sẽ cô luôn. Ở đây thì sẽ có một khẩu súng. Mình sẽ bắn vỡ cái này đi. Và chúng ta chạy rất là nhanh luôn. Let's go. Khi các bạn có một món đồ trên tay thì các bạn không phải sợ ông ta làm gì cả. Ông ta đến thì các bạn ném mọi người không? Ok. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên này. Ở đây thì các bạn sẽ quành luôn sang bên trái này. Và có một cánh cửa đang còn điện.
thì cánh cửa này sẽ mở được. Và các bạn tìm trong này một chiếc xe. Ok, let's go. Chúng ta lên đây đi. Sau đó các bạn ném vào một người ta. Ok. Chết rồi, rơi xuống dưới rồi. Mình xuống dưới đây nhặt luôn. Sau đó thì về xe. Ở đây các bạn phải đi tìm một tờ giấy. Tờ giấy này thì các bạn sẽ tìm được cái chỗ mà ông ta cất chiếc chìa khóa ở đâu. Cất trong đây rồi. Chuẩn ngay. Wow, có vẻ hơi xa. Tít ngoài đây cơ, chỗ mà ông ta đang đi. Nhưng không sao. Ông ta đang nghe mình rồi. Oh my god. Wow, ok. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tới game tiếp theo nha. Dark Isaiah Green 4. Vào đây. Level 1. Phần Respire. Wow, trưởng luôn anh già này. Đi theo cái chỗ đỏ lên xem như thế nào. Chào anh em ạ. Đến chỗ xe này. Tức là mình phải đi một chiếc xe đạp. Ok, đi thì đi thôi. Và bây giờ đi đâu? Nice. Level 2. Ok, let's go. Big mass on test. What? Đây chỗ ông bán kem. Đến chỗ ông ta rồi làm sao nữa. Cũng không cho xuống xe. Tài thật. Đó thì các bạn phải đứng ở đúng chỗ đó thì may ra mới được. Theo mình nghĩ là vậy. Ở đây thì không có đường quanh và không có đường ra. Thì chỉ cần vào chỗ đỏ kia là các bạn sẽ hoàn thành được cái map này. Cho ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tự game tiếp theo. Ice Cream 1. Let's go. Ok. Wow. Oh my god. Ok, mở cánh cửa sổ lấy ra.
thì đó các bạn biết được ông ta đã sẽ bắt cóc chàng trai này. Mình sẽ tua đi phần giới thiệu và mình sẽ vào chủ đề chính luôn, đó là ký thất cậu ta. Ok, let's go. Stop. Ông ta chỉ nhìn thấy mình, nhưng mà mình nên để cho ông ta nhìn thấy. Sau đó thì mình sẽ quành đường lại và lấy một bình ga. Boom. Khi các bạn có được một cái gì trên tay, các bạn phải ném ngay vào ông ta để tránh ông ta le các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ đi sang, phải đợi hết tiếng nhạc này. Rồi mình sẽ đi sang quán cà phê. Để ông ta đang ở đâu? Oh my god. Rồi, mình sẽ tìm chúng ta tiếp vào đây xem thế nào. Ok, let's go, tiếp không nào. Let's go. Lục cái này thật nhanh. Rồi các bạn sẽ phải vào đây và tìm cái tạp dề đây, xem ai làm được ngày hôm nay. Jessica. Ok. Let's go, xem mình đang làm gì. Rồi và các bạn có thể dùng cái khuôn này trao đổi lấy một khẩu súng. Khi đó các bạn bắn ông ta thì ông ta sẽ bị ngơ mất một phút. Rồi vào đây thì mình sẽ xử lý cho các bạn xem. Ông ta đâu rồi? Và ở đây có 10 viên, các bạn chỉ cần giữ một viên để xử lý về cái tình huống sau thôi. Ok, let's go. Ta đang ở đâu ấy, mình chưa nhìn thấy luôn. Đây rồi. Đó, ta sẽ gục. Gục mất một phút. Ok. Rồi, mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. Duck Ice Cream.
Let's go. Ok, tựa game này thì mình phải đi lấy một khẩu súng. Rồi, và sẽ đi tiêu diệt những anh chàng Dark East Grim này. Let's go. Ở đây còn hai anh nữa này. Mình sẽ tiêu diệt hai anh này trước. Ok, let's go. Bắn nhẹ thế mà vẫn còn không trúng chứ. Ở đây còn ba anh chàng nữa. Ok, đã thành công. Sau đó thì mình sẽ chạy vào cái điểm mà game cho trong map bản đồ, một điểm màu xanh. Chạy vào trong này xem được cái gì. Wow, một thanh kiếm. Thanh kiếm Nhật Bản, Samurai. Let's go. So ok, và bây giờ các bạn của mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Hello, I see Dream, Scary Evin. Let's go. Rồi, và lần này thì mình sẽ phải đột nhập vào trong nhà ông ta. Sau đó sẽ lấy món đồ ở chỗ này. Mình sẽ đợi ông ta đi một đoạn nữa. Rồi, ok. Lại như gồm một cái bánh. Ok, ông ta chưa nhìn thấy mình. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đột nhập vào bên này. Ok, let's go. Đấy. Ok. Xuống vào đây. Sau đó thì mình sẽ đi một vòng để chúng ta tránh nhìn thấy mình. Rồi, chờ trên đây thôi. Let's go, let's go. Tiếp tục vào. Cái này thì khoai hơn một chút đây. Đó là các bạn phải giữ cho ông ta. Chạy theo các bạn. Để mình sẽ giữ ông ta. Chạy theo. Ok. Các bạn giữ ông ta vào đường này. Đó, ok, let's go. Sau đó các bạn chạy nhanh. Vì ông ta le phần này rất là nhanh thôi. Ok. Ta đâu rồi? Đó, ta lên tận trên đây rồi. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Cái game này phải quay ngược màn hình lại thì các bạn mới nhìn được. Cố lên. Ok, let's go. Granny is easy cream. Ok. Wow, mình ở trong một căn phòng. Đây như kiểu là một bệnh viện. Oh my gosh, chết luôn. Mà sao bà ta lại biết mình ở đó được? Chưa gì mà bà ta đứng ở ngay cổng thì làm sao mà ai dám mở cửa. Thế thì mình sẽ phải đợi một lúc, sau đó thì mình sẽ mở cửa ra. Open the door. Ok. Mình sẽ đứng ở đây một lúc đã.
Đấy, điều khiển của cái chuột này thì nó hơi khó một chút này. Rồi, mình lôi xuống đây mà nó đang rất là khó. Ok. Thế thì chạy hơi khó đây. Và ta đang ở kia. Mình sẽ đi này xem. Ở đây thì không mở được cánh cửa này. Chỗ này không có gì. Đấy, chắc không mở được rồi. À, mở được. Rồi, xem ở trong này có gì không. Một cái thùng rác và những cái giường. Giường bỏ hoang. Và sao toàn là móng mẻ ở đây. Không biết lý do là gì. Ở đây là khu bếp. Không có gì để mở. Rồi, mình sẽ ra sang đây. Và ta nằm ở kia. Ở đây mình cũng không thể cúi xuống để chỗ mà ta được. Thế thì mình đành phải đi bằng này thôi. Rất là rộng luôn. Wow, bà ta không nhìn thấy mình. Xem chỗ này có gì không. Wow, rất là rộng lớn luôn. Mình phải tìm một món đồ gì đó. Ok, let's go. Chưa thấy một món đồ nào. Chết rồi, bà ta đang ở đây rồi. Biết đây ông hay bà đây. Bà. Ok, mình chạy được thôi. Ở đây sẽ chạy được. Wow, bà ta chạy đi nhanh hơn cả mình. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.